Chủ tịch, bí thư xã phường nào càng nỗ lực thì địa phương đó càng biến nghị quyết của tỉnh, huyện trở thành hiện thực. Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh tại hội nghị gặp gỡ trao đổi những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ với bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh được tổ chức sáng nay tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm Thái Bảo, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Cao Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đào Văn Phước, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phạm Xuân Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huỳnh Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trần Trung Nhân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Đặng Minh Nguyệt, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã thông tin về kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, những công việc cần tập trung tại cơ sở từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Tiếp đó, lãnh đạo các phường, xã, thị trấn đã nêu nhiều đề xuất kiến nghị tỉnh xem xét giải quyết tháo gỡ những khó khăn của cán bộ cơ sở, từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Có những xã như là xã hôm nay 3 Bắc Sơn, một ấp thôi là dân số đông bằng một xã rồi, 30 mấy nghìn dân. Trong khi đó thì bí thư thì kiêm trưởng ấp hoặc là bí thư kiêm trưởng ban công tác mặt trận ấp mà không có chức danh phó ấp thì khối lượng công việc rất là nhiều. Và trưởng ấp, nhiều khi chúng tôi nói đùa nhưng trong mùa dịch là trưởng ấp, bí thư ấp là không được phép ốm, tại vì không có người làm và không có người chạy xuống dưới để thực hiện công việc. Thì cũng mong là các đồng chí lãnh đạo ở tỉnh quan tâm về cái đối tượng này. Cán bộ không chuyên trách, người ta cũng tâm tư rằng người ta cũng là trụ cột kinh tế của gia đình. Yêu cầu về chất lượng cán bộ cũng tương tự như nhau. Vì thế cho nên kiến nghị tỉnh, cái này về mặt cơ chế, trước mắt là kiến nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh xem xét cho cái cơ chế, cái hỗ trợ phụ cấp như thế nào để động viên cho các đồng chí cán bộ không chuyên trách an tâm và tận hiến trong công việc. Lãnh đạo các địa phương cũng đề nghị tỉnh quan tâm, mạnh dạn giải quyết tình trạng các dự án chậm triển khai khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng, vấn đề phân loại rác tại nguồn, quan tâm đổi mới phương thức hỗ trợ doanh nghiệp một cách thiết thực, v.v. Nếu mà quy hoạch treo, dự án treo vậy, thì nhân dân không được xây dựng, không được mua bán, không được sản xuất kinh doanh trên đó, vậy thì nó ảnh hưởng đến đời sống của cái chủ hộ kinh doanh đó, là ảnh hưởng chung với tính nền kinh tế. Kiến nghị mong muốn là nhà nước có được những cái cơ chế đặc thù thí điểm để cho người dân thực hiện cái việc phát triển mô hình kinh tế bằng cái mô hình phát triển sinh thái du lịch cộng đồng. Thì Samada cũng kiến nghị đồng chí bí thư Tỉnh ủy cũng như là các đồng chí chỉ đạo các sở ngành có cái hướng dẫn về các cái cơ chế chính sách đặc thù thí điểm cho cái phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại Samada. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã nhấn mạnh vai trò, vị trí rất quan trọng của những người thuyền trưởng ở cơ sở, đồng thời ghi nhận những nỗ lực đóng góp của các lãnh đạo xã, phường, thị trấn trong tỉnh thời gian qua, nhất là trong đợt dịch COVID-19. Đồng Nai là địa phương có rất nhiều lợi thế và cơ hội phát triển, do đó để tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trọng trách của mình, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã tiếp tục nỗ lực cao nhất để thực hiện thắng lợi mục tiêu của tỉnh, huyện đã đề ra. Trong đó thực hiện tốt công tác quy hoạch tại địa phương, xây dựng đô thị văn minh và xây dựng nông thôn mới. Lãnh đạo Tỉnh ủy cũng đề nghị các địa phương tiếp tục vận động các nguồn lực trong xã hội để thực hiện công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Rồi Tỉnh ủy có yêu cầu tất cả các cơ quan đơn vị từ tỉnh đến xã, tất cả các cuộc họp, trừ những cuộc họp quan trọng thôi, thì những cuộc họp bình thường là từ 8:30 hay họp, để từ 7:30 đến 8:30 là tiếp dân và doanh nghiệp, gần dân hơn, lắng nghe dân nhiều hơn, chia sẻ với dân nhiều hơn. Cái gì mà dân chưa đúng thì phải nói lại cho dân hiểu. Cái gì mà dân kiến nghị đúng thì phải lắng nghe và thực hiện một cách nó trách nhiệm. Đó, tinh thần là như vậy thì mới xứng đáng là chính quyền của dân, do dân, vì dân. Với các kiến nghị tại hội nghị hôm nay, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo các sở ngành, đơn vị
ghi nhận và sớm có văn bản trả lời trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét.